để gắn kết tình kết đoàn của đại dân tộc của Việt Nam của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời anh Viện sẽ đại diện cho các anh trong câu lạc bộ. Anh Dũng sẽ lên trao gửi những bông hoa để cảm ơn các chị đã đem đến giao lưu trong của chúng ta ngày hôm nay. Tiết mục biểu diễn rất thành công. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các chị rất nhiều ạ.